áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã đến với chương trình tiếng Việt lớp 1 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu chủ đề số 16, chủ đề ước mơ, và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 3 trong chủ đề 16. Bài số 3, Vẫn Yên, Yên. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 164 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu bằng hoạt động khởi động. Các con hãy quan sát cho cô bức tranh ở trên màn hình và trả lời cho cô câu hỏi, bức tranh này vẽ cảnh gì? Quan sát, các con có thể thấy bức tranh này là khung cảnh bình yên ở biển. Trước mặt là biển lớn rộng mênh mông. Phần đất này chính là phần bờ biển. Ở bên đường, những cây cột điện thẳng tắp. Còn đây, các con thấy, người bạn này thì đang dắt một chiếc xe đạp, vừa đi vừa ngắm biển. Bộ phận màu đen, đây chính là chiếc yên xe. Vậy, từ việc quan sát bức tranh này, cô trò chúng mình sẽ tìm được các từ khóa như sau. Chim yến, biển, đèn điện, bờ biển và yên xe. Ngoài ra, chúng ta còn từ bình yên, chúng mình sẽ có các từ chim yến, biển, đèn điện, bờ biển, yên xe và bình yên. Ở đây, các con thấy rằng tiếng yến, tiếng yên. Ở đây, tiếng yên xuất hiện hai lần, có chứa phần yên. Tiếng biển, tiếng điện và tiếng biển là các tiếng cũng có chứa phần yên. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai phần yên, yên. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu với các con, đây là vần yên. Vần yên gồm âm y đứng trước, âm e đứng giữa và âm n đứng cuối. Cô đánh vần. Y, e, n, yên, yên. Y, e, n, yên, yên. Tiếp theo, chúng ta có vần yên thứ hai. Vần yên này gồm âm y đứng trước, âm e đứng giữa và âm n đứng cuối. Cô đánh vần, y, e, n, yên, yên, y, e, n, yên, yên. Ở đây, điểm giống nhau giữa hai vần yên này đó là nó đều có chứa âm n đứng ở cuối. Ngoài ra, các con thấy rằng vần yên đầu tiên thì có chứa âm y ngắn đứng trước, vần yên thứ hai thì có âm y dài đứng sau. Hình ảnh đầu tiên, các con có thể thấy ngay, đây là một bờ biển mênh mông rộng lớn. Cô có tiếng biển. Tiếng biển gồm âm bờ đứng trước, vần yên đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm e, cô đánh vần. Bờ, yên, biên, hỏi, biển, biển. Bờ, yên, biên, hỏi, biển, biển. Hình ảnh thứ hai, cô đố các con biết. Đây là loài chim gì? À, nhìn vào đuôi của loài chim này, có lẽ các con cũng đã đoán được đây là chim yến đúng không nào? Cô có từ chim yến. Trong từ chim yến, tiếng yến chứa vần yên cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu đấy. Tiếng yến gồm vần yên và thanh sắc. Cô đánh vần yên sắc yến, yến. Yên sắc yến, yến. Chim yến. Vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc các vần và các từ chứa vần đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc lại trước khi các con chuyển sang hoạt động viết nhé. Y, e, n, yên, yên. Bờ yên biên hỏi biển, biển. Y, e, n, yên, yên. Chờ im chim, chim. Yên sắc yến, yến. Chim yến. Yên, biển. Yên, chim yến. Bây giờ các con hãy lấy vở tập viết ra và thực hiện những nhiệm vụ mà vở tập viết đưa ra cho các con nhé. Sau khi các con đã hoàn thành xong vở tập viết, chúng mình sẽ tiếp tục quay trở lại để khám phá những tri thức mới. Chúng ta đến với hoạt động luyện đọc mở rộng. Và trước khi luyện đọc,
cô trò chúng mình sẽ cùng quan sát các bức tranh ở trên màn hình. Hình ảnh đầu tiên là một cái bóng điện. Hình ảnh tiếp theo, đây là bộ phận yên xe. Đây là thư viện. Và đây là một anh thiếu niên. Thiếu niên là những người trong độ tuổi từ 11 đến 16 tuổi. Tức là các anh chị học cấp 2 hoặc cấp 3 sẽ là những người trong độ tuổi thiếu niên các con ạ. Vậy từ việc quan sát các bức tranh này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau rút ra được các từ bóng điện, yên xe, thư viện và thiếu niên. Bây giờ trong các từ này, các con hãy chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần yên. Ở đây, tiếng điện có chứa vần yên, tiếng yên có chứa vần yên, tiếng viện có chứa vần yên và tiếng niên cũng có chứa vần yên. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau luyện đọc. Bờ ong bong sắc bóng, bóng. Đờ yên điên nặng điện, điện. Bóng, điện. Y e n yên, yên. Sờ e xe, xe. Yên, xe. Thờ ư thư, thư. Vờ yên viên nặng viện, viện. Thư, viện. Thờ yêu thiêu sắc thiếu, thiếu. Đờ yên niên, niên. Thiếu, niên. Bóng, điện. Yên xe, thư viện, thiếu niên. Bây giờ các con hãy suy nghĩ để tạo thành các câu văn có chứa những từ mà chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc nhé. Bóng điện chiếu sáng con ngõ nhỏ. Yên xe đạp làm bằng vải da. Mẹ đưa em đi thư viện thành phố. Anh trai em ở độ tuổi thiếu niên. Vậy ở đây các con thấy rằng cô đã sử dụng những từ ngữ mà chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc để tạo thành các câu văn. Vậy bây giờ các con hãy suy nghĩ để tạo ra các câu văn hay hơn, phong phú hơn câu văn mà cô vừa đưa ra dựa trên những từ ngữ mà chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc nhé. Một nhiệm vụ nữa dành cho chúng mình. Các con hãy suy nghĩ và liệt kê cho cô các từ ngữ có tiếng chứa vần yên và vần yên. Ở đây cô lấy ví dụ, với vần yên có âm y ngắn đứng trước, cô sẽ có các từ xiên thịt, biển cả và tiến lên. Ở đây các con thấy rằng tiếng xiên, tiếng biển và tiếng tiến là các tiếng có chứa vần yên. Cô sử dụng từ biển cả để đặt câu. Cô có câu văn sau: biển cả thật mênh mông, rộng lớn. Với vần yên, âm y dài, cô sẽ có các từ chim yến, hay yên xe. Với từ chim yến, cô có câu văn sau: chim yến có bộ lông đuôi thật là đẹp. Vậy, tương tự như cách cô đã làm, các con hãy suy nghĩ để tìm ra các từ ngữ có tiếng chứa vần yên, yên. Sau đó, các con hãy đặt câu với những từ ngữ mà mình vừa tìm được. Việc tìm từ như thế sẽ giúp các con nâng cao vốn từ của mình, đồng thời cũng sẽ giúp chúng mình luyện đọc tốt hơn đấy. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần đọc đoạn văn ứng dụng. Bài đọc ngày hôm nay của chúng mình có tên gọi là Thiên tài Edison. Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc mẫu một lần. Edison là người mang lại đèn điện, xe điện cho con người. Bóng đèn điện của ông được gọi là mặt trời thứ hai. Khi còn nhỏ, ông hay hỏi về mọi thứ xung quanh. Ham hiểu biết là lý do đầu tiên giúp ông có nhiều phát minh nhất thế giới. Vậy bây giờ các con hãy cho cô biết bài đọc này có tất cả là mấy câu. Bây giờ chúng ta cùng đếm nhé. Edison là người mang lại đèn điện, xe điện cho con người. Đây là câu 1. Bóng đèn điện của ông được gọi là mặt trời thứ hai. Đây là câu 2. Khi còn nhỏ, ông hay hỏi về mọi thứ xung quanh. Đây là câu 3. Ham hiểu biết là lý do đầu tiên giúp ông có nhiều phát minh nhất thế giới. Đây là câu số 4. Như vậy, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc và biết được rằng bài đọc này có tất cả là 4 câu. Vậy bây giờ cô mời các con lấy bút chì, thước kẻ, tìm và gạch chân cho cô các tiếng có chứa vần yên và vần yên có trong bài đọc này. Đầu tiên, ngay ở phần đề bài chúng ta có tiếng thiên. Ở câu 1, ta có tiếng điện. Ở đây tiếng điện xuất hiện 2 lần. Câu 2, tiếng điện cũng xuất hiện thêm một lần nữa. Ở câu 3, không có. Câu 4, chúng ta có tiếng tiên. Các con thân mến,
tiếng điện. Tiếng tiên là các tiếng có chứa vần yên. Ở trong bài này, bây giờ chúng ta cùng nhau đánh vần và đọc trơn. Đờ yên điên nặng điện, điện, điện. Tờ yên tiên, tiên, tiên. Ngoài ra, các con hãy lưu ý cho cô. Đầu tiên là cụm từ Edison, đây là tên riêng của người nước ngoài. Chúng ta cùng luyện đọc. Edison, Edison. Tiếp theo, các con luyện đọc cho cô cụm từ ham hiểu biết. Ham hiểu biết. Ham hiểu biết. Tiếp theo, các con lưu ý cho cô từ phát minh. Chúng ta cùng đọc phát minh. Phát minh. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau luyện đọc các từ khó có trong bài. Bây giờ thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc thành tiếng bài đọc này. Thiên tài Edison. Edison là người mang lại đèn điện, xe điện cho con người. Bóng đèn điện của ông được gọi là mặt trời thứ hai. Khi còn nhỏ, ông hay hỏi về mọi thứ xung quanh. Ham hiểu biết là lý do đầu tiên giúp ông có nhiều phát minh nhất thế giới. Bây giờ cô dành cho các con thời gian 2 phút để chúng ta luyện đọc lại cho cô bài đọc Thiên tài Edison. Sau đó thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang tìm hiểu nội dung của bài đọc này. Câu hỏi đầu tiên dành cho các con đó là nêu tên của bài đọc. Vậy thì câu hỏi này rất đơn giản đúng không nào? Tên của bài đọc này sẽ là Thiên tài Edison. Câu hỏi số 2, người mang lại đèn điện, xe điện cho con người là ai? Ở đây thì chúng ta hãy nhìn vào câu văn số 1. Edison là người mang lại đèn điện, xe điện cho con người. Vậy chúng ta trả lời được ngay. Edison là người mang lại đèn điện và xe điện cho con người. Vậy là với hai câu hỏi này thì chúng ta cũng đã nắm được nội dung của bài đọc. Thông qua bài đọc này, các con biết được Edison chính là cha đẻ của xe điện và đèn điện. Và các con biết rằng hiện nay đèn điện có một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cô mong rằng các con cũng học tập ở ông tinh thần hiếu học, ham học hỏi, hay hỏi về mọi thứ xung quanh. Và đặc biệt, ở Edison, chúng ta còn phải học ở ông sự ham hiểu biết, bởi vì đây chính là lý do giúp ông có nhiều phát minh nhất trên thế giới. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đến với hoạt động mở rộng có tên gọi từ gì. Hoạt động này chính là hoạt động nối từ mà chúng ta đã chơi rất nhiều lần ở trong các tuần học trước. Ở đây, ví dụ bạn đầu tiên sẽ nói từ cô tiên, thì bạn tiếp theo sẽ phải nói một từ có chứa tiếng tiên. Ví dụ bạn thứ hai sẽ nói tiên tiến, bạn thứ ba sẽ nói là tiến lên. Vậy thì ở đây, bạn nam này sẽ phải nói từ như thế nào? Các con thử suy nghĩ nhé. Ví dụ như lên đường này, lên xuống, lên xe. Nếu các con đã hiểu, cô nghĩ rằng các con đều đã hiểu luật chơi của trò chơi nối từ này rồi. Vậy bây giờ các con hãy tham gia cùng các bạn trong tổ của mình nhé. Các con thân mến, hoạt động có tên gọi từ gì đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo của Việt Sách nhé. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.